Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Mình mong rằng các bạn xem video của mình thì hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình không biết nói gì hơn, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tâm mộng con lừa người, bây giờ mình sẽ tâm mộng bạn nào. Các bạn như vậy là mình đã tô màu xong con cú mèo rồi, nên các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và lượt đăng ký của mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy con lừa người mình đã tô màu xong, nên các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và lượt đăng ký của mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô màu cái heo xanh, bây giờ mình sẽ tô màu cái này. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô màu một video về đàn guitar, bây giờ mình sẽ tô màu. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô màu thứ một vịt nha.
Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đi tô màu những bức tranh mà mình yêu thích để gửi tặng đến các bạn. Và mình rất mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Sáng cái video hôm qua chưa? Ờ. Hôm nay có bị, sáng nay có bị sai gì không? Có đó, sáng chẳng hả? Nó xoáy rồi. Ờ. Phí thế. Nó quay thật lắm. Nó quay thật lắm. Chứ bây giờ ăn pịa bây giờ. Pịa nhưng pịa của nó nằm sạch lắm. Nó là một cỏ tự nhiên. Nó không thích nhưng mà nó cho ăn thảo dược của người ta.
mẹ còn xuống đất cơ. Thấy cái biển không? Cắm luôn. Ôi, nghe thấy ghê rồi. Như vậy bây giờ mình kết thúc như vậy.